tin ủng hộ quỹ vì người nghèo, triển khai từ cuối tháng 8 năm 2019, chương trình cả nước chung tay vì người nghèo được phát động với mục đích để người dân có thể cùng giúp xoa dịu nỗi đau của những hoàn cảnh khó khăn đang cần được trợ giúp. Đây là chương trình được chủ trì khởi xướng bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc tham gia ủng hộ được thực hiện đơn giản bằng hình thức nhắn tin tới tổng đài 1408. Với mỗi tin nhắn như vậy, người dân sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vào quỹ vì người nghèo. Sau hơn 3 tháng phát động, chương trình cả nước chung tay vì người nghèo đã chuẩn bị đi tới hồi kết. Theo ban tổ chức, hạn cuối để người dân có thể tham gia chương trình là ngày 31 tháng 12 năm 2019. Như vậy, người dân sẽ còn khoảng một tháng nữa để tham gia đóng góp cho chương trình cả nước chung tay vì người nghèo. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng các căn nhà đại đoàn kết và giúp hàng triệu người nghèo được hỗ trợ về y tế, giáo dục, sản xuất để từ đó vươn lên thoát nghèo.